Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. 20 ngân hàng tăng lãi suất, gửi tiền nhà băng nào lãi cao nhất? Theo thông tin từ báo Vietnamnet, 20 ngân hàng tăng lãi suất huy động trong tháng 5 năm 2024. Các kỳ hạn gửi tiền lãi suất từ 5% một năm trở lên ngày càng nhiều, thay vì hiếm hoi như 3 tháng trước đó. 20 ngân hàng này gồm AB Bank, ACB, Bắc Á Bank, BV Bank, CB, Eximbank, NCB, GP Bank, MB, HD Bank, SHB, Sacombank, BG Bank, Sia Bank, Techcombank, TP Bank, Việt Á Bank, VP Bank, Việt Bank và VIB. Trong đó, AB Bank và VIB có 4 lần tăng lãi suất kể từ đầu tháng. Các ngân hàng CB, Sia Bank, NCB, Techcombank, Bắc Á Bank, BV Bank, BG Bank và HD Bank là những ngân hàng đã có 2 lần tăng lãi suất. Ngược lại, Vietbank là ngân hàng điều chỉnh giảm lãi suất huy động tại tất cả kỳ hạn. Trong đó, MB giảm lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng, VIB giảm lãi suất huy động đối với kỳ hạn 24 và 36 tháng, VPBank giảm lãi suất kỳ hạn 24 đến 36 tháng, HDBank giảm lãi suất kỳ hạn 15 đến 18 tháng. Tuy nhiên, lãi suất của nhóm ngân hàng trên cũng giảm 0,1% một năm, thấp hơn so với mức tăng lãi suất huy động của chính các ngân hàng này. Theo khảo sát của Vietnamnet, hiện lãi suất huy động cao nhất đối với khách hàng cá nhân gửi tiền trực tuyến theo biểu lãi suất thông thường là 6,1% một năm. Mức lãi suất này được áp dụng cho tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 18 tháng tại HD Bank hoặc kỳ hạn 36 tháng tại Oceanbank. Oceanbank và OCB cũng đang duy trì mức lãi huy động 6% một năm, kỳ hạn lần lượt là 24 và 36 tháng. Các ngân hàng còn lại đều công bố lãi suất cao nhất dưới 6%. Cụ thể, lãi suất huy động kỳ hạn 18 đến 36 tháng tại NCB là 5,9% một năm. Đây cũng là mức lãi suất được SHB áp dụng cho tài khoản tiền gửi kỳ hạn 36 tháng. Trong khi đó, mức lãi suất 5,8% đang được áp dụng tại OCB kỳ hạn 24 tháng, Sài Gòn Bank kỳ hạn 36 tháng, Vietbank kỳ hạn 24 đến 36 tháng. Nếu như hồi đầu tháng 5 không có ngân hàng nào niêm yết lãi suất kỳ hạn 6 tháng từ 5% một năm, thì đến nay, ngân hàng xây dựng CB đã nâng lãi suất kỳ hạn này lên 5,15% một năm. Ở kỳ hạn 9 tháng, có 3 ngân hàng nâng lãi suất tiền gửi lên ngưỡng 5% một năm trở lên gồm Kiên Long Bank 5% một năm, NC Bank 5,05% một năm và CB 5,1% một năm. Bên cạnh lãi suất huy động thông thường, một số ngân hàng áp dụng chính sách lãi suất đặc biệt với mức lãi suất cao nhất lên đến 9,5% một năm. Tuy nhiên, mức lãi suất này lại không dành cho số đông do phải đáp ứng điều kiện cực khó ngân hàng đưa ra. HD Bank là một trong số các ngân hàng vẫn duy trì lãi suất đặc biệt cho tiền gửi kỳ hạn 12 và 13 tháng, lần lượt lên đến 7,7% và 8,1% một năm. Điều kiện để được hưởng mức lãi suất này là khách hàng gửi tiết kiệm số tiền từ 500 tỷ đồng trở lên và lĩnh lãi cuối kỳ. Cùng HD Bank, một số ngân hàng khác cũng duy trì chính sách lãi suất đặc biệt là MSB, Đông Á Bank, ACB, BVCombank. BVCombank đang áp dụng lãi suất đặc biệt lên đến 9,5% một năm dành cho khách hàng gửi tiền kỳ hạn từ 12 đến 13 tháng, số tiền gửi tối thiểu 2.000 tỷ đồng. Đông Á Bank áp dụng chính sách lãi suất đặc biệt khi gửi tiền từ 200 tỷ đồng, kỳ hạn 13 tháng, được hưởng lãi suất 7,5% một năm. Lãi suất đặc biệt tại MS Bank đang là 7% một năm, giảm 0,5 điểm phần trăm so với đầu tháng 4, áp dụng cho tiền gửi kỳ hạn 13 tháng và cũng với số tiền gửi từ 500 tỷ đồng. Lãi suất đặc biệt tại ACB là 5,6% một năm, khi gửi tiền kỳ hạn 13 tháng, lãi suất thông thường là 4,4% một năm. Ngoài ra, một số ngân hàng như VP Bank, Techcombank, Sia Bank, ACB đang áp dụng chính sách lãi suất bậc thang tùy theo số tiền gửi hoặc mặc định cộng thêm lãi suất cho khách hàng khi gửi từ 100 triệu đồng. Lãi suất liên ngân hàng lại ghi kỷ lục mới. Theo Diễn đàn Doanh nghiệp, quyết định số 1123 của Ngân hàng Nhà nước ngày 16 tháng 6 năm 2023 về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ trần lãi suất qua đêm là 5%. Như vậy, lãi suất bình quân liên ngân hàng đã tăng vượt trần và là mức cao nhất trong vòng một năm qua. Phiên giao dịch áp dụng ngày 24 tháng 5 năm 2024 ghi nhận lãi suất bình quân liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm lên cao 5,06% trên một năm.
Cùng với đó, ở phiên ngày 22 tháng 5, Ngân hàng Nhà nước tăng quy mô bơm ròng thông qua cho vay cầm cố giấy tờ có giá, lãi suất tái chiết khấu cũng lên 4,5%. Những tín hiệu thị trường cộng với nguồn tin Ngân hàng Nhà nước đã bán dự trữ ngoại hối để can thiệp cung ngoại tệ hơn 3 tỷ đô la Mỹ, trong khi tỷ giá giao dịch trên thị trường vẫn neo kịch trần và nhiều ngân hàng chuyển hướng điều chỉnh tăng mạnh giá mua, khiến lo ngại nỗ lực kiềm cương tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước có thể sẽ phải thay đổi. Ngân hàng Nhà nước trong tuần trước đã ra thông cáo khẳng định tỷ giá biến động trong xu hướng chung và mức giá ở mức trung bình. Thông tin Ngân hàng Nhà nước thay đổi chính sách điều hành tỷ giá là không chính xác. Doanh nghiệp, người dân cần thận trọng trước những tin đồn. Lãi suất liên ngân hàng là ghi kỷ lục mới, chỉ thể hiện một điều, nhu cầu vay tiền giữa các ngân hàng với nhau tăng cao. Cùng với đó, đầu tuần này, Ngân hàng Nhà nước cũng có thêm động thái mới về việc điều chỉnh phương án bình ổn giá vàng, chấm dứt đầu thầu vàng từ ngày 3 tháng 6. Theo chuyên gia tài chính Nguyễn Đức Hùng Linh, nhà sáng lập Chain Future, đấu thầu vàng là phương thức hao tổn dự trữ ngoại hối không cần thiết mà chỉ để phục vụ nhu cầu tích trữ tài sản, không phục vụ sản xuất kinh doanh. Ông Linh cho rằng trước khi tính đến nhập khẩu vàng, xóa bỏ độc quyền vàng thì cơ quan quản lý cần phải làm minh bạch thị trường bằng 1. Thanh tra, điều tra hành vi thao túng thị trường. 2. Minh bạch giao dịch bằng hóa đơn, chuyển khoản online. Do đó, dừng đấu thầu vàng là điều hướng phù hợp. Những tín hiệu thị trường cộng với nguồn tin Ngân hàng Nhà nước đã bán dự trữ ngoại hối để can thiệp cung ngoại tệ hơn 3 tỷ đô la Mỹ, trong khi tỷ giá giao dịch trên thị trường vẫn neo kịch trần và nhiều ngân hàng chuyển hướng điều chỉnh tăng mạnh giá mua, khiến lo ngại nỗ lực kiềm cương tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước có thể sẽ phải thay đổi. Mặc dù có một số lý do khác nhau bao gồm đầu cơ vàng và các diễn biến chính trị gần đây, nhưng yếu tố chủ chốt vẫn là sự chênh lệch lãi suất so với Mỹ. Ngân hàng Nhà nước đã cắt giảm lãi suất điều hành 125 điểm cơ bản vào năm trước để giảm lãi suất cho vay trong bối cảnh nền kinh tế gặp khó khăn, ngay cả khi Fed tiếp tục tăng lãi suất. Lãi suất liên ngân hàng đã giảm do tăng trưởng tín dụng chậm và thanh khoản cao. Điều này khiến Ngân hàng Nhà nước phải nâng lãi suất thông qua thị trường mở OMO trong vài tháng qua. Ngân hàng Nhà nước đã bán 2,8 tỷ đô la Mỹ trong tổng số dự trữ ngoại hối khoảng 102 tỷ đô la Mỹ kể từ ngày 19 tháng 4 để bảo vệ Việt Nam đồng. Nhưng áp lực tỷ giá vẫn dai dẳng với việc bán ra đô la Mỹ dự trữ tăng lên trong những ngày gần đây. Áp lực lên dự trữ ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước gia tăng mạnh trong tháng 5. Không giống như các đồng tiền tệ của các nước khác trong khu vực ASEAN, áp lực lên Việt Nam đồng vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt, ngay cả khi chỉ số USD giảm hơn sau số liệu CPI suy giảm. Hơn nữa, vẫn còn nhiều bất định về thời điểm và mức độ cắt giảm lãi suất của Mỹ trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ vẫn vững chắc. Theo các chuyên gia của MSVN, ông Quảng Trọng Thành, giám đốc phân tích công ty chứng khoán MSVN cho rằng, nhìn chung từ đầu năm cho đến hiện tại, Ngân hàng Nhà nước đã sử dụng các công cụ để điều hành tốt tỷ giá và lãi suất. Các chuyên gia khối phân tích MSVN cũng đưa ra dự báo Ngân hàng Nhà nước sẽ tăng lãi suất điều hành 50 điểm cơ bản nhằm bình ổn tỷ giá đồng Việt Nam đang mất giá. Đợt tăng lãi suất có thể diễn ra trong vài tuần tới, vào tháng 5 hoặc tháng 6. Ngân hàng Nhà nước có thể sẽ áp dụng cách tiếp cận chờ đợi và quan sát. Trước tiên, đánh giá xem liệu việc tăng lãi suất cùng với việc tiếp tục bán đô la Mỹ có giảm bớt áp lực tỷ giá hay không trước khi quyết định xem có cần tăng thêm lãi suất hay không. Việc tăng lãi suất sẽ làm tăng lãi suất cho vay với độ trễ nhất định và có thể ảnh hưởng đến nhu cầu trong nước. Tuy nhiên, lựa chọn khác là sẽ để Việt Nam đồng giảm giá hơn nữa. Điều này có thể đẩy lạm phát cao hơn mức mục tiêu 4,5% của Ngân hàng Nhà nước, ảnh hưởng đến sức mua của hộ gia đình và chi phí doanh nghiệp. Chúng tôi duy trì dự báo tăng trưởng GDP trong năm 2024 ở mức 5,8%, thấp hơn so với mục tiêu của chính phủ là 6-6,5%, theo MSVN. Ở góc độ ngân hàng, ông Từ Tiến Phát, Tổng Giám đốc ACB chia sẻ, ổn định tỷ giá là ưu tiên quan trọng và các can thiệp trước mắt có thể tác động phần nào lên lãi suất của các ngân hàng. Song các ngân hàng sẽ cân đối chi phối để giữ dòng tín dụng và tiếp tục thúc đẩy theo mục tiêu. Năm 2023, có giai đoạn tỷ giá biến động lên tới trên 8%, nhưng đến cuối năm, mức giảm giá của Việt Nam đồng so với đô la Mỹ được duy trì ở ngưỡng hợp lý, khoảng 3%. Thị trường ngoại hối hoạt động liên tục và không xảy ra hiện tượng thiếu hụt nguồn cung. Có thể nói, áp lực tỷ giá hiện nay chỉ sẽ trong ngắn hạn. Trong đó, ngoài áp lực chênh lệch lãi suất Việt Nam đồng, đô la Mỹ, còn có một số nguyên nhân khác, chẳng hạn như có liên quan đến biến động dòng vốn ngoài đặc biệt ở quý đầu năm là quý có doanh nghiệp chốt thuận lợi và chuyển tiền về trụ sở. Do đó, các quý cuối năm cùng với khả năng Fed cắt giảm lãi suất, tỷ giá chắc chắn sẽ bớt áp lực và duy trì biến động hợp lý. Tổng Giám đốc ACB nhận định,
vậy lãi suất liên ngân hàng vượt trần và hệ lụy sẽ như thế nào là điều được bàn luận. Theo chuyên gia, việc các ngân hàng tăng vay lẫn nhau khiến lãi suất liên ngân hàng vượt mốc 5% tại nhiều kỳ hạn chủ chốt. Đáng nói, sự phụ thuộc nhiều vào nguồn vốn liên ngân hàng có thể khiến một số ngân hàng dễ bị rủi ro thanh khoản. Trong báo cáo mới công bố, chứng khoán Chonta Việt Nam cảnh báo một số ngân hàng đang phụ thuộc lớn vào nguồn vốn liên ngân hàng và dễ gặp rủi ro thanh khoản nếu có sự thay đổi đột ngột về điều kiện thị trường. Đáng chú ý, nhóm phân tích liệt kê những ngân hàng phụ thuộc lớn vào vốn liên ngân hàng như AB Bank, VB Bank, Techcombank, Kiên Long Bank, CIA Bank, VIB, PG Bank, TB Bank, MSB. Không chỉ tăng vay vốn liên ngân hàng, các ngân hàng này còn tăng lãi suất tiền gửi cho người dân và các tổ chức kinh tế trong thời gian qua. Yonta cho rằng các ngân hàng có thể chuẩn bị cho nhu cầu tín dụng cao hơn trong thời gian tới. Nhóm phân tích cảnh báo, trong bối cảnh các ngân hàng bị sụt giảm về lượng tiền huy động, thống kê trong quý 1 năm 2024 thì các ngân hàng có lượng tiền gửi CASA thấp và huy động nhiều tiền gửi liên ngân hàng sẽ gặp rủi ro thanh khoản ở mức cao nếu thị trường biến động đột ngột. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Thank you.